Xin chào tất cả các bác nha. Đầu tiên thì chúc các bác sẽ có những phút giây thư giãn và đặc biệt là sẽ có những thông tin mới khi xem video của em. Và như tựa đề thì hôm nay em sẽ tiến hành làm một chiếc video để chia sẻ cũng như trả lời với các bác về cái tình trạng những cái sầu riêng ở Đắk Lắk ra muộn các bác, hay là cái sầu riêng này cả Đắk Lắk các bác. Bữa nay thì bắt đầu bữa nay là cuối tháng 3 dương lịch các bác. Những cây sầu riêng này bắt đầu mới nhú mắt cua và trong quá trình làm bông các bác. Mặt cua sáng rõ này thì chúng ta sẽ tiến hành quá trình làm bông thôi, tưới nước cũng như là bón phân các bác. Bình thường thì như các năm trước hoặc là như các đợt hoa trước thì bữa nay thì cũng đã bắt đầu sổ nhị các bác. Còn năm nay thì bữa nay phần lớn thì bữa nay bắt đầu nó mới mặt cua mới nhú ra như này các bác. Do là năm nay nó lạnh, kết thúc mùa lạnh muộn các bác. Kết thúc mùa lạnh muộn với lại là do mưa trái mùa cho nên là cái đợt mắt cua trước nó bị hỏng các bác. Hôm trước đợt trước thì em cũng đã quay cái video về cái tình trạng mắt cua bị hỏng, bị đen do gặp mưa trái mùa cũng như là thời tiết bất lợi mà thời tiết nó lạnh ấy. Cho nên là bây giờ bắt đầu mới xử lý cắt nước cũng như là phun phân mầm hoa lần hai. Nói chung là đợt thứ hai mà không phải lần hai đâu, hai lần, mỗi lần hai lần là bốn lần các bác, bốn lần xử lý phân hóa mầm hoa cũng như là cắt nước đến hai lần bác. Cắt nước đến từ hồi trước Tết, từ hồi mười mấy Tết trước Tết bác, cắt nước từ hồi tháng 12 bác, tháng 12 âm lịch ấy, mà bây giờ đã tháng gần đến tháng 3 âm lịch rồi. Chúng là cắt nước mấy tháng bác. Đây là những cây sầu riêng, do là năm nay nó kết thúc mùa lạnh muộn bác, với lại là do có mấy trận mưa trái mùa đó nên bây giờ nó bắt đầu mới quá trình làm bông đây. Ở khu vực chỗ các bác, ở đặc biệt là khu vực miền Tây thì khí hậu nó thuận lợi các bác. Những vùng khí hậu thuận lợi thì bữa nay bắt đầu sổ nhị rồi, có những vùng thì trái đã trứng gà hết rồi. Còn ở chỗ em thì bữa nay bắt đầu mới quá trình làm bông các bác. Đa số nói chung chỉ có một đôi số cây nó ra trước thôi bác, còn lừa là cứ như thế này hết. Giai đoạn này thì chúng ta sẽ tiến hành tưới nước, vô nước và bắt đầu quá trình làm bông bác. Bữa nay thì chắc chắn phải kéo đọt rồi bác. Bởi vì cái dàn lá nó cũng yếu rồi bác. Dàn lá cắt nước 2 tháng này thì chắc chắn là dàn lá nó yếu rồi bác. Cho nên là chúng ta sẽ tiến hành kéo đọt luôn, vừa kéo đọt vừa kéo bông các bác. Bởi vì mà nếu mà chúng ta làm từ cái ra riêng ấy, sau rằm tháng riêng ấy, là chúng ta sẽ tiến hành có thể chặn đọt lại được. Còn giai đoạn này thì chắc chắn là chúng ta phải kéo đọt rồi, bởi vì dàn lá nó yếu các bác. Với lại là cũng bữa nay cũng bắt đầu có những trận mưa trái mùa rồi, mưa dông các bác. Nếu mà chúng ta không kéo đọt thì chắc chắn là kiểu gì nó cũng ra thôi, gặp mưa dông mà. Gặp mưa dông thì cung cấp đạm với lại là độ ẩm cao thì chắc chắn là đọt nó sẽ ra rồi. Cho nên là giai đoạn này thì chỉ có kéo đọt thì mới ăn được các bác, chứ mà chặn đọt thì khó mà ăn lắm. Những cây sầu riêng EK Đắk Lắk các bác. Cụ thể là EK Đắk Lắk, nói chung khí hậu nó không được thuận cho lắm ấy, do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên là ra Tết thì nó vẫn còn có mưa bình thường các bác. Đây để em cho các bác xuống xem những cái bông mà nó bông mà bông trước các bác. Những cái bông mà bông nếu mà đúng thời vụ là nó như thế này các bác, nó sắp trổ. Nói chung một 10 đến 10 ngày độ lại nó sẽ trổ sổ nhị các bác. Đây là những cái nếu mà thuận thời tiết như các năm trước là nó như thế này các bác. Còn năm nay thì bây giờ nó mới như này nè. Bắt đầu mới mắt cua mới sáng quá, bắt đầu quá trình làm bông đây. Chứ như các năm trước, như các năm bình thường thì bữa nay nó to này rồi, bắt đầu sổ nhị, có những cây đã bắt đầu sổ nhị quá. Còn năm nay thì mới như này nè. Do thời tiết quá, thời tiết nó quyết định rất là nhiều. Vùng nào khí hậu thuận lợi thì chúng ta chăm nó dễ hơn, làm nó dễ hơn quá. Còn nếu mà chúng ta đậy mù cũng được thôi, đậy mù che cái phần gốc lại cũng được, nhưng mà nó
chi phí nó cao với lại là chăm sóc nó cũng phức tạp mà. Cứ để thuận thời tiết thì sẽ dễ chăm hơn. Đa số các cây là như vậy mà. Chỉ có đôi cây là nó có nhiều bông thôi. Đây, cái này là tiếc nên không vặt đi. Đáng lẽ là chúng ta vặt đi các bạn. Rồi, mặt cua đây. Bông này, cái này thì bắt đầu tiến hành kéo thôi các bạn. Ok, như vậy là video chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về cái tình trạng cây sầu riêng ở EK Đắk Lắk. Năm nay là bồng muộn của em mà chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.